Em tên là Hoàng Thị Mỹ Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì chị đang làm kinh doanh, hợp tác kinh doanh có một công ty Direct Holding. Chị kết hôn được 1 năm, chị có baby được 3 tuổi. Sao nhìn chị trẻ ghê luôn á chị, thật sự luôn á. Tôi không chạnh lòng thì thôi chứ cô Thanh. Nói thật ra thì bằng tuổi nhau nhưng mọi người nhìn đi, một bên già và sồ sề vô cùng, một bên thì quá trẻ. Khi mà mình phát hiện ra mình mang thai, nó xảy ra như thế nào vậy ạ? Cái đến hôn từ lúc mà được 1 năm thì tính là 2 năm sau mới cưới. Nhưng mà kiểu như là thấy bạn bè của mình có baby cũng rất là thích chồng chăm sóc nhiều hơn. Rồi được xếp soạn đồ đồ bầu thì bắt đầu quyết định hai vợ chồng là thả cho có baby. Thì mình mong mình có baby đến nỗi là mình đi mua que về thử. Chưa tới ngày nhưng mình vẫn đi que về thử. Search Google mang thai nó sẽ có dấu hiệu gì, thử và nó cũng không lên được một vạch, chỉ có một vạch thôi. Thử được vài lần á, Thử vài lần luôn vài hả lần em? như vậy. Qua 1 tháng sau thì mình kiểu như mình cũng vô Khoan tình nha, nghĩa là trong 1 tháng thôi mà em thử vài lần luôn đúng hả? vậy. Thử cái mình mong chờ, tại vì mình bị trễ, vô tình có một dấu hiệu gì đó mình cảm nhận được và thử thêm một lần nữa, nhưng nó chỉ lên một vạch mờ, một vạch đậm. Nhưng mà lúc đó em có tin tin vô cái vạch mờ mờ đó không Ngọc? Cũng sợ Google, cái như là muốn Bên hỏi cạnh cái cuộc gì đời luôn có bà Google. Vì Google không tính phí đó chị. Rồi sao? Lên thì người ta nói là dấu hiệu có thể là sai, nên là có nói cho anh chồng biết. Và cứ hai vợ chồng quyết định là đi khám. Và đã có thai được tầm 8 tuần. Cái lúc mình mang thai mình lại không có cảm giác, có nghĩa là có chút chút gì đó thôi. Mình vẫn khỏe, mình vẫn bay nhảy bình thường. Mình biết mình đã có thai thì bắt đầu chế độ nghén. Tự nhiên Thà là không biết có không thai dạ, thai nhi yếu. Yếu là em phải nhập viện. Bác sĩ nói là thai nhi của em nằm sát tử cung. Em dưỡng thai thì không ăn uống được gì hết, chỉ là truyền dịch thôi. Em nằm bệnh viện được 2 tháng. Chỉ cần em di chuyển thôi là có thể là bị động thai. Nghén thì nghén, nhưng cảm giác mình được được chồng chăm sóc, được mẹ chăm sóc rất là vui và hạnh phúc. Kiểu như là mong mong chờ cái thai lớn lên, cảm giác từng ngày vậy á. Quá trình mang thai của em thì rất là nhiều vấn đề. Thai nhi của mình là yếu một phần, gặp nhiều cái tình trạng về công việc của mình nữa. Bản thân em là người đi làm nhiều hơn chồng mình. Cho nên mình cảm thấy áp lực về kinh Dạ, tế. đúng rồi. Lúc em mang thai em mong cái ngày mà mình đi siêu âm là con trai, tại vì chồng em là con trai một. Là do em thích thôi hay là vì chồng em là con trai một và các bạn phải có thêm một cái áp lực về vấn đề giới tính? Em thích và rất là mong. Gia đình chồng em tới 8 đứa cháu gái rồi, chưa có đứa cháu trai nào hết. Chưa tới 3 tháng em đã đi siêu âm rồi, đi siêu âm là con gái. Khoảng 3-4 tháng trở lên thì con mới chắc chắn 100% là đúng. Bác sĩ có nói là câu là cũng chưa chắc, tại vì thai nhi chưa có rõ ràng, chưa có rõ lắm. Cũng mong khi về nhà thì có nói sơ sơ là, thì chị có nhận lại một câu là lại con gái nữa hả, nghe rất là buồn. Nhưng mà anh chỉ mong lần sau đi siêu âm sẽ là một cái tin gì đó mới hơn. Nhưng mà phản ứng của ông xã em thì sao? Anh không có tỏ vẻ gì là thất vọng hay là không. Dạ, anh cũng rất là bình thường. Những lần siêu âm về sau thì đa số là lúc đi siêu âm thì bé nó kiểu như là không bao giờ quay mặt ra. Nó chè. Từ lúc em mang thai tới lúc em sinh là không bao giờ quay mặt lại, nằm một góc vậy đó. Chế độ sức khỏe bị thiếu chất, tại vì không ăn uống đầy đủ, rồi thiếu canxi. Em mang thai được tầm 7 tháng thì mẹ xin về nhà, mẹ đẻ để mình chuẩn bị sinh á. Tại vì bên quê em là phải về trước nhà 3 tháng. Ở đâu lận mà về trước 3 Tại vì tháng? em ở Đắk Lắk, kiểu như mẹ nghĩ là thôi lên mẹ chăm thì nó sẽ kỹ hơn á. Em mang thai chỉ có mỗi cái bụng bự thôi, người nó không không có lên ký. Em sinh ở Đắk Lắk không có đau mà tự nhiên nước ối xuống, chồng đưa đi. Em lên thì bác sĩ nói là mở 2 phân rồi, chưa sinh được, chỉ có mới xuống ối thôi. Thì bác sĩ nói một là nhập viện để theo dõi thử, hai là về nhà. Ba mẹ em mới nói là con cứ nhập viện thử đi để coi thử sao, mất công về nhà nửa đêm. Thì trong đêm em nhập viện đó thì da dịch hồng xuống, chân bị buốt, cái mình không đi lại được vậy á. Mình nằm thì mình lại nhìn một số chị xung quanh có dấu hiệu là đau quá không sinh được, mình nhiều cái lo nhiều hơn. Báo cho mẹ xong mà trong đêm mẹ lại lên luôn, 2 giờ sáng. Đau nhưng mà vẫn không sinh, bắt đầu chỉ mở thêm 1 phân 2 phân nữa thôi. Em mở được 6-8 phân thì đưa vào phòng, đau nhiều quá bác sĩ tiêm thuốc. Có 2 sự lựa chọn cho em là một là phải mổ, hai là tiêm. Tại vì em đau em chịu không có nổi nữa, sức của em rất là yếu. Em tiêm mũi đầu thì cảm giác của mình không có đau nữa, nhưng mà lại không có sức. Em bị mất sức rất là nhiều. Tiêm tới 3 mũi, có nghĩa là hết thuốc rồi. Tiêm tới mũi thứ hai cũng vậy, và tiêm mũi thứ ba cũng vậy. Thì em bị kiệt sức, và bên cái cạnh mình á, có chị bên kia thai nhi bị
kỳ tử vì hết ối, khô ối trong. Ôi. Sợ, em rất là sợ luôn mà. Lúc đó em mới nói mẹ là gọi ra cho chồng em ở ngoài báo tình hình của em như vậy á. Tại vì lúc đó, tự nhiên bác sĩ không có mặt ở đó nữa. Chồng em thấy lâu, một ngày một đêm trong phòng vì sinh. Sao mẹ quyết định cho em giảm đau mà là không quyết định sinh mổ? Tại vì mẹ lo là nếu mà em mổ thì sau này em sinh thêm đứa nữa là cũng phải mổ. Còn nếu mà sinh thường thì sau này mình vẫn có thể sinh thường thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái tình trạng ối của mình thì nó đã vỡ lâu rồi. Thì những cái biến chứng từ bên trong và con có thể bị kiệt sức từ bên trong thì là rất cao. Sinh thì bác sĩ theo dõi, thì bác sĩ không có thì mới xông vào phòng mổ luôn. Đưa mình lên tới phòng mổ, được một cái cảm xúc gọi là ảnh cầm tay mình, hay là cái giọt nước mắt của ảnh rơi khi mà ảnh thấy mình đau nhiều quá. Thì lên tới phòng mổ thì bác sĩ vào mổ cho em. Phòng mổ nhưng mà không phải một mình mình mà cuối có một cùng là vẫn mổ đúng không? Dạ, phải mổ. Cái ca bên cạnh em là em không biết là nằm bao lâu rồi. Em vào sau chị đó, nhưng mà chị đó lại không chịu mổ. Chúng ta hay có một cái sai lầm ở chỗ này nè. Chúng ta nghĩ rằng là sinh á, là cái việc của một mình bà mẹ thôi. Là chúng ta còn gắng được, chúng ta còn gượng được, chúng ta còn chịu đau được thì chúng ta sẽ cố để sinh thường con mình. Yeah. Nhưng mọi người quên mất rằng là thực ra cái đứa bé nó có chịu ra khỏi người mẹ hay không còn phụ thuộc vào sức của nó nữa. Và như vậy thì nếu như đứa bé nó đã yếu từ bên trong thì cái câu chuyện mà chúng ta giữ nó lại ở bên trong đó thì chỉ càng làm gia tăng các cái nguy cơ cho con thôi. Có thể là con khô ối thì hàng loạt các vấn đề khác về sức khỏe của con nó sẽ nảy sinh từ trong bụng của mẹ. Cái cảm giác của mình mổ là ai cũng mặc đồ mà mình không được mặc một cái gì trên người hết. Ta phải bôi thuốc cho mình. Tại vì bác sĩ quá hiểu là cái sức đề kháng của mình, tại sao tiêm thuốc vào là nhanh thế như vậy, gây tê cho cơ thể mình xong. Thì cái bóng đèn ở trên bàn mổ, mình nhìn lên đó thì mình thấy cái bụng của mình. Cảm giác sao? Có đụng vào da của mình thì mình không có cảm giác, nhưng mà mình nhìn cái đường mà sắp mổ là bác sĩ hỏi có cảm giác gì không? Rạch đường thứ nhất. Dạ không, nhưng mà vẫn biết là bị đặt rồi. Thôi đừng nhìn lên nữa chị, ghê lắm. Đừng nhìn. Đặt đường thứ hai, ngất xỉu luôn. Cũng không biết cảm giác lúc đó tại sao mình lại xỉu. Em xỉu là lúc em tỉnh dậy á, không nhớ là mình đã đi sinh luôn. Quá kiệt sức luôn. Nhìn xung quanh, mình đang thở oxy. Chị bên cạnh thì vẫn chụp hình bình thường, rất là tỉnh và rất là khỏe. Đến cái lúc mà người thân được vào thăm á, mẹ ôm bé vào. Và cảm giác lúc đó được nhìn mặc dù là chị không được thăm lâu, bé sơ sinh không được vào phòng lâu, nhưng mà cảm giác mong được ôm và được chạm con vào da của mình. Bé với em bị khoảng cách ra. À, lúc đó là sức khỏe chị yếu hay là như thế? Dạ, rất là yếu. Còn bé sinh ra đời là khỏe mạnh là bao nhiêu ký chị? Bé sinh ra chỉ có 2,5 kg thôi. Bé bị da, nội mẫn da nên là phải bôi thuốc. Lúc đó chị có cảm thấy stress nhiều không? Trong 3 tháng mình sinh, đa số là khóc rất là nhiều. Em khóc cho con em, cái sự quan tâm không có. Ngoài ba mẹ rất là thương, tại vì đối với mẹ em đó là đứa cháu đầu tiên. Dạ, ba em chăm em rất là kỹ. Mới đầu nghe kể thì thấy rất là hạnh phúc. Ừ đó, nhiều khi có những cái điều mà nó chợt ngọt ngào rồi nó chợt cay đắng vậy đó em. Mới đây người ta vẫn còn rơi một giọt nước mắt trong phòng sinh cho mình đúng không? Sau đó thì ai biết được dài lâu với đời. Thế nên là bé uống sữa ngoài. Vừa uống sữa mẹ nhưng mà vẫn phải dùng sữa ngoài nhiều hơn. Tại vì quá trình mình stress quá nhiều nên tiết sữa của mẹ không có tốt. Ngủ với ngoại là nhiều hơn nữa. Mình khóc rồi. Thậm chí là mình nhắn tin cho chồng nhiều hơn. Cảm giác mình quan tâm tới chồng ở ngoài đang làm cái gì nhiều hơn là mình nằm trong phòng mình đâu có biết chồng mình ở ngoài đang làm cái gì đâu. Mình tin tưởng, mình muốn chồng mình có mặt với hai mẹ con nhiều hơn. Trong quá trình em sinh thì anh không ở chung với em, mà anh chỉ về nhà anh thôi. Và nhà anh thì cách nhà mình bao xa? 7 cây số, quá gần. Như vậy thì em đã vượt qua, tức là mình tự dần ổn định lại tâm lý của mình cho cái giai đoạn đó, hay là thực sự là mình phải nhờ cậy đến một cái sự can thiệp nào đó thì mình mới ổn được? Em tự ổn định lại trong quá trình là 3 tháng 10 ngày. Khi mà xong thì em vẫn im lặng và về nhà chồng vẫn bình thường trở lại. Sau 3 tháng ngoại chăm hai mẹ con xong thì quay trở về nhà. Dạ, quay nhà trở nội. Về nhà nội. Khoảng thời gian mà mình về nhà lại gọi là một biến cố nhỏ nữa, chăm bé lại bệnh nhập viện rồi rất là nhiều vấn đề. Mình đi sinh mình không có đi làm á, tại vì công việc của em hồi trước là em đi làm, nguồn thu nhập nó không có đều nên là cái gì mẹ cũng đưa cho mình lo. Mình cũng ngại thành ra gây sự gì gọi là sự cãi vã với ai? Với mẹ, với chồng. Tại vì không thể nào lúc nào mình cũng là mẹ lo, lúc nào cũng là mẹ lo mình nhiều. Mình sinh con nhưng mà cũng là cháu, tại sao cháu nhà nội nhưng mà tội ông bà ngoại quá nhiều, gây ra mâu thuẫn.
mâu thuẫn giữa em với gia đình. Cái lúc mà mình cảm giác mình bị giành con á, mình bị đuổi ra khỏi nhà, mình bị giành con của mình, thì em ôm con về ngoại. Quá trình đó thì mình ly thân. Em ly thân, trong quá trình ly thân thì mình rất là buồn, nhưng mà mình giấu cảm xúc với gia đình là nhiều. Lúc đó bà ngoại biết tình trạng của em không? Lúc em trở về nhà em giấu, em vẫn vui cười. Em giấu nhưng mà thực ra chị tin là mẹ em biết. Lúc em tỉnh lắm, bình thường em vẫn ôm bé. Ngày nào em cũng ôm bé trước này nè. Không, chồng không có chở đi, bố mẹ chồng không có vui cái việc mình đi về nhà ngoại chơi á. Nhưng mà ông bà ngoại rất là nhớ cháu, có được một đứa cháu à, vẫn chở đi dậy lên rồi về. Thành ra bình thường ở trên nhà một tuần, ở nhà quá lâu bắt đầu ba mẹ đặt dấu chấm hỏi là tại sao ở lâu đến như vậy mà không có về hỏi chuyện. Thì biết thì quá trình đó em buồn, lúc đó cái cảm giác của em có dấu hiệu gọi là mình như bị trầm cảm luôn vậy á. Không chơi với ai, không nói chuyện với ai, chỉ ở nhà con với ba mẹ thôi. Có những cái giai đoạn mình cũng mong chờ vì con á, anh sẽ tìm mẹ con mình hay là nói một điều gì đó, nhưng mà không, anh chỉ nói là ôm con đi được thì về được, nên là em quyết định là ly hôn. Cái sự ly hôn em suy nghĩ rất là, có là suy nghĩ rất là kỹ luôn. Vậy thì lúc hai bạn ly hôn thì bé được bao nhiêu tháng? Em ly hôn lúc đó con em vừa được 14 tháng hay 15 tháng. Vẫn là một bé nhỏ. Yeah. Một bé nhỏ với thể trạng tốt không? Bé bệnh rất là nhiều. Em rất là sợ cái việc mình chăm con một mình. Nói thì ba mẹ lo mình, nhưng mà nó chỉ có khoảng nào đó thôi. Cũng suy nghĩ rất là kỹ cái vấn đề, nếu mà mình ly hôn rồi mình sẽ làm gì đây. Chẳng lẽ ở nhà với ba mẹ cùng chăm con không có được. Em quyết định của mình là đơn ly hôn. Em làm đơn ly hôn thì lại không ký. Không ký mà dành nuôi bé với em. Sau khi ly hôn xong thì hai mẹ con em lên Sài Gòn. Có nghĩa là không xuống phụ, không chăm, không gì hết. Ngay cả khi bệnh nhập viện ở Sài Gòn anh có vào chăm phụ không? Cái thời điểm mà bé sốt hay là nửa đêm một mình á, chị mình chỉ mong thôi, thậm chí anh biết mình ở đâu luôn á. Nhưng mà không, anh không có kiếm, cũng không có tìm. Em có hỏi lý do không? Không hỏi lý do. Tại vì nếu mà thật sự anh muốn, nếu anh thật sự không cần phải vì em, vì con thôi cũng được. Nhưng mà thật sự anh không có tìm, hoặc là kiểu như anh không có cần gì á. Trời, đàn ông khi vô tâm vô tình đáng sợ quá ha. Không biết nữa. Biết đâu chừng tại thời điểm đó anh bận một việc gì đó và anh không có kịp giải thích với mình thì sao? Em có nghĩ tới cái khả năng này không? Thật ra thì anh rất là tốt, hiền tốt, chứ bao giờ gọi là la mình. Chứ nên nói về hôn nhân hay là người ta gọi là chồng vũ phu bạo lực ảnh thì không. Anh có chăm mình, anh rất là yêu thương yêu mình. Nhưng mà một cái vấn đề anh luôn im lặng. Nếu anh im lặng em sẽ là người nói, nhưng khi anh đã nói ra cái câu nói của anh khiến mình là người tổn thương nhất. Đôi khi thì người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ rất nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là họ sẽ yêu con. Hai, đó là người phụ nữ yêu thương con nhưng không đồng nghĩa với việc đó là bạn đời của họ, tức là cái người cùng với họ tạo ra đứa con, yêu con giống như họ. Chúng ta đừng có dịch chuyển cái mình đang có và mình đòi rằng là đối phương cũng phải có y chang như mình. Thì thực ra không có y chang, và nó luôn có một cái điểm trên nhất định mà chúng ta cần phải nói với nhau. Nếu như mà đã cố gắng nói, cũng đã cố gắng thông hiệu, cũng đã cố gắng nhường nhịn và kiên nhẫn, nhưng mà mình cảm giác rằng là vấn đề không thể tốt hơn, thì rời đi cũng là một cách trong số rất là nhiều cách để chúng ta có thể quyết định cho cuộc đời của mình. Talk show Chat với mẹ bỉm sữa và Hot Daddy Talk ghi hình vào tháng 10 năm 2019 tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi về Viber 0522961076, Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Xin chân thành cảm ơn. Vậy thì cái câu chuyện khi mà mình đẻ ra xong rồi tới cái câu chuyện lúc mà mình chăm con á, nó có cực? Em chăm con ở quê em đa số là mẹ chăm là nhiều nhất. Dạ, lúc mà nằm viện tầm 12 ngày á thì... Nằm viện 12 ngày? Dạ, 12 là lâu ngày. Lắm. Là lâu lắm. Dạ, rất là lâu. Phong tục của bên nhà em á là sau sinh á là phụ nữ không được ai vào thăm hết. Còn nếu ai muốn thăm em bé thì vẫn bồng em bé ra ngoài cho mọi người thăm. Khi em về nhà thì từ sức khỏe, vệ sinh cá nhân mình hay là tất cả đều là mẹ em lo hết. Trước lúc mang thai, cái tên đúng là hai vợ chồng là suy nghĩ cùng với nhau, cùng đặt. Nhưng lúc đứng đặt tên chỉ có một mình em. Một mình em ôm bé không. Và một mình em là sự xuất hiện của ba không có mặt. Vậy có nghĩa là lúc đó là hai, còn hai mẹ con thôi. Lúc đó cảm giác như sao không em? Đặt tên cho con trong nước mắt. Có những cái lúc mà mình suy nghĩ là tự mình sẽ đặt cái tên con mình, họ mình luôn. Nhưng mà không. Em vẫn mong chờ một điều gì đó. Và em vẫn đặt tên của hai vợ chồng đã chọn cho con. Vậy thì chuyện chăm con một mình sau khi ly hôn nó có khó khăn nhiều không ạ? Cái khó khăn em ôm con lên Sài Gòn sống một mình. Lúc mình đi hai mẹ con lên xe hay là tới nơi bắt đầu cuộc sống suy nghĩ là rồi mình phải làm gì đây? Còn con còn quá nhỏ, em bắt đầu đi tìm trường, gửi trẻ. Có rất là nhiều cái sự lo lắng, gửi trẻ rồi mình phải đi làm.
em có sự gọi là mong chờ là có khi nào anh sẽ suy nghĩ khác rồi tìm hai mẹ con rồi hai vợ chồng sẽ ở Sài Gòn cùng nhau lo cho bé. Thời gian mình làm tới 9-10 giờ đêm nhưng mà con là phải đón tới 5 giờ rồi. Em đón bé về chỗ làm của em luôn. Con em đôi khi đón về nó ngủ ngay chỗ làm chưa được ăn gì trơn, tới 10 giờ đêm mà không ăn cũng được nữa. Em ở Sài Gòn được 1 năm thì bắt đầu chuyển nghề, tại vì hồi trước em làm tóc thì vừa làm tóc vừa chăm bé. Thời gian sau này bắt đầu em mới chuyển qua mình kinh doanh. Cái thời gian mình làm việc rất là nhiều, bắt buộc phải gửi con ngược về cho ngoại lúc mà bé đi học. Tại vì nếu mà em lo công việc ổn thì em mới có thể lo được cái bé nhiều hơn. Mình cảm thấy mình thiếu thốn lắm, chở con đi chơi. Nhưng mà cái cảm giác mình nhìn nhiều người ta có gia đình, thậm chí có những cái câu hỏi của con dành cho mình á, cái sự gọi là rất là buồn. Có nghĩa là bản thân con cũng đã bắt đầu biết hỏi và con cũng đặt những cái dấu chấm hỏi là ủa ba đâu mẹ ơi rồi vân vân. Câu hỏi đầu tiên khi mà bé biết hỏi em á là ba đâu mẹ. Mình rất là nghẹn ngào và đánh trống lảng cái việc con thích cái gì mẹ em mua cho con nè này kia. Khi mà em tránh câu hỏi đó rồi á thì quá trình sau này không bao giờ bé nhắc về từ hỏi là ba đâu hay là phải cần một người đi cạnh bé, là phải là một người đàn ông về là ba của mình. Em thấy cảm giác là bé về đó thì bé sẽ được đầy đủ hơn. Nhưng mà cũng cần lưu ý một tí, đó là cái mối quan hệ giữa em với con vẫn là cái mối quan hệ quan trọng nhất. Và con đang bắt đầu ở trong một cái giai đoạn đặt dấu chấm hỏi rất nhiều về bản thân mình. Chị hy vọng rằng là em đã vượt qua một chặng đường rất là dài rồi. Thì ở cái chặng đường này mình cũng sẽ phải lưu ý một chút là có một cái cách nào đó tốt nhất có thể để mình có thể có được những cái tác động tích cực tới con, để con có thể có được cái sự phát triển cân bằng. Cái sinh nhật 2 tuổi của bé ở Sài Gòn á, là tự tay mình có thể làm một bé một cái bánh kem. Đó là điều hạnh phúc, chỉ có hai mẹ con thôi. Cái sinh nhật lần thứ 3 này, em lúc đầu em nghĩ là em sẽ cố gắng làm để về cho con mình một cái sinh nhật thật là tuyệt vời. Nhưng mà lại không cho phép. 1 tháng, 2 tháng em lại về thăm bé được 1 lần. Nhưng mà cái cảm giác khi mình đi là bé lại nói là mẹ đừng có đi nữa được không. Nó rất là buồn nhưng mà kìm nén lại tất cả. Em có một nhỏ bạn đó, cũng như là hồi nhỏ cũng mẹ cũng đưa cho ba ông bà ngoại giữ, thì kêu là mẹ tao hồi đó đóng thương tao đau quăng tao cho ông bà ngoại giữ vậy đó, xong đi chơi tối ngày đi làm gì cũng biết, không bao giờ gặp mặt tao, lâu lâu mới gặp một lần. Nhưng suy nghĩ là mẹ bỏ rơi mình, tức lớn luôn mà vẫn còn cái suy nghĩ đó là mẹ đang bỏ rơi mình chứ không muốn nuôi mình giống vậy đó. Thì em nghĩ là chị nên tìm cách nói cho bé hiểu. Chị chia sẻ với những cái vất vả mà Ngọc trải qua cùng với con mình. Suy cho cùng thì mọi thứ mà mình vượt qua là vì ai, là vì con. Thế thì con cần cái gì là cái điều mà chúng ta luôn phải quan tâm. Đôi khi trong cái sự non nớt của con, có thể con sẽ không hiểu được như chúng ta, nhưng mà chị tin là em sẽ vượt qua được với một chặng đường dài và với cái tình yêu thương mà em dành cho con mình. Chị có điều gì muốn nhắn gửi đến ai không? Em chị muốn nhắn nhủi với các bà mẹ bỉm sữa, mình hãy luôn mạnh mẽ. Mạnh mẽ tất cả vì con của mình, đó là niềm hạnh phúc và động lực của mình lớn nhất. Thực ra thì không chỉ là riêng mẹ bỉm sữa mạnh mẽ, mà sự mạnh mẽ là một điều mà tất cả chúng ta đều cần. Và hãy cố gắng mạnh mẽ cùng với lạc quan thì chúng ta sẽ giải quyết các khó khăn, bởi vì cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng.